Cuộc hội ngộ sau 20 năm cặp đôi lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, khiến netizen xúc động với bao ký ức ùa về. Mới đây, trên Weibo, nữ diễn viên Huỳnh Dịch khiến netizen nức nở xúc động khi chia sẻ loạt hình ảnh gây xúc động. Huỳnh Dịch nhiếp viễn bất ngờ tái ngộ sau 20 năm bộ phim lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, lên sóng. Cặp đôi màn ảnh nức tiếng một thời giờ đây, đều đã là những ông bố bà mẹ nổi tiếng của showbiz. Thời điểm lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, lên sóng, bộ phim đã trở thành cơn bão trên khắp châu Á bởi tính tiết vui nhộn, nhẹ nhàng và hài hước. Nhiếp viễn trong vai Tề Thiên Lỗi còn Huỳnh Dịch trong vai Lý Ngọc Hồ đã bén duyên, vì sự cố hy hữu trong ngày cưới. Thuở đó, nhiếp viễn 22 tuổi còn Huỳnh Dịch hơn nam diễn viên 1 tuổi. Cả hai trở thành gương mặt vụt sáng trong làng giải trí Hoàng ngữ, đồng thời rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Bộ phim cũng gắn bó với bao, sự nghiệp của cả hai có những ngã rẽ khác biệt. Cả hai đều vướng phải vô số xì căng đan ồn ào, từ việc nhiếp viễn vướng cảnh tù tội vì đánh người, còn Huỳnh Dịch bị chồng đánh đập, tố ngoại tình, phải tranh giành quyền nuôi con. Cặp đôi màn ảnh một thời phải chật vật tìm lại chỗ đứng, đặc biệt là nhiếp viễn, anh trở lại để ngoạn mục cùng với sự nghiệp nở rộ sau thành công của Diên Hy Công Lược. Hình ảnh nhí nhố, trẻ trung của cặp đôi. Nguồn, Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.